Phan TV kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, người ta vẫn nói miệng hùm nọc sắn ý nói là vật này dữ tợn, thâm độc, gian xảo và thù dai. Từ lâu người ta vẫn hay đồn đại rắn là con vật có linh và mang bản tính trả thù. Cho nên, ai giết hại đồng bọn của chúng thì chúng thường tìm đến nhà để báo oán. Liệu chuyện này có thực hay không? Những câu chuyện có thật dưới đây sẽ giúp chúng ta lý giải phần nào câu hỏi đó. Không để quý vị và các bạn chờ đợi lâu hơn nữa, hãy cùng Phán TV theo dõi câu chuyện ngay bây giờ nhé! Khoảng 18 giờ ngày 17 tháng 4 năm 2012, khi cả gia đình ông Phạm Văn Linh đang ở nhà, thì bất ngờ một con rắn hổ chúa to cứ bò thẳng vào nhà. Hai con trai ông Linh là anh Phạm Văn Lương và Phạm Văn Mập chỉ dùng cây mà bắt con rắn nặng 2,5 kg rồi đem bán cho thương lái với giá 3 triệu đồng. Chỉ 3 ngày sau đó, một con rắn hổ chúa khác cũng to bằng con đầu tiên đã tấn công vào nhà. Hai anh em ông Linh lại dùng cây bắt tiếp con thứ hai. Nghe tin con nhà ông Linh bắt được nhiều rắn nên thương lái đến dành nhau mua và đặt hàng. Nếu có chỉ cần gọi điện là họ đến ngay. Hai ngày sau đó, con rắn hổ chúa thứ ba liên tục xuất hiện và tấn công vào nhà ông Linh. Tuy nhiên lần này, hai anh em ông Linh không dám bắt vì con rắn quá to, dài gần 3 mét mà lại có biểu hiện rất hung dữ. Cổ ngước lên cao, phồng mang to hơn cả hai găng tay, đương nhiên xông vào nhà. Quá sợ hãi, ông Linh kêu cứu, thanh niên trong làng đã dùng đá, cây đuổi con rắn đi. Ông Linh cho hay, sau khi bắt được hai con rắn hổ chúa, thì gia đình ông phát hiện một ổ trứng rắn gồm 48 trứng ở dưới bụi tre cách nhà ông khoảng 50 mét. Ông đã lấy về hết cho các con cháu ăn. Ông cũng cho hay đến bây giờ thì không riêng gì ông mà cả gia đình đều kinh hãi con rắn hổ mang xông vào nhà lần thứ ba. Nó đi như báo thù vậy, rất đáng sợ. Cả mấy ngày sau đó, cả nhà ông không dám ra khỏi nhà. Thấy có điều chẳng lành và sợ hãi, cả gia đình ông Linh đã lập đàn cúng 3 lần để trừ giải điều xấu. Ngày đầu, gia đình ông Linh cúng 2 con gà trắng. Ngày thứ hai, ông cũng một con chó. Ngày thứ ba, ông cũng hai con heo, một con gà đen. Theo ông Linh, mổ gia súc để cúng lại đền xác hai con rắn mà gia đình ông đã bắt. Ông Đoàn Văn Quý, quê ở làng An Truyền, xã Phú An, huyện Phú Vang, thành phố Huế, bắt đầu làm nghề đánh bắt cá bằng sùng điện. Thế cứ mỗi ngày ra đồng, ông đều bắt rắn về nhà làm thịt rồi cho cả nhà ăn. Ngày nào cũng vậy. Ăn đến nỗi cả nhà khi nhắc đến thịt rắn ai cũng khiếp đảm. Một hôm, đang trên đường đi bắt rắn về nhà, ông thấy cặp rắn to xuất hiện trước cổng nhà. Thấy rắn lạ, cả nhà ông lấy gậy gộc ra xua đuổi cả đôi rắn đi. Được một lúc, đôi rắn tự nhiên biến mất. Đáng sợ nhất là vài hôm sau, trong lúc đang ngủ, nửa đêm, đứa con thứ ba trong gia đình bỗng hét sực lên, khóc mãi không chịu nín, khóc cho đến sáng thì ngất đi rồi chết. Sau khi đứa con thứ ba chết, đứa con trai út lại tự nhiên thấy đau, nó cũng khóc giống như thằng thứ ba dứa, khóc ré lên, khóc cả đêm. Nhưng lần này tôi ra lấy hương thắp và khấn vái thì lại hết. Giờ nó đã bình thường và đang học lớp 3, ông Quý nói. Cũng kể từ đó, ông Quý bỏ nghề giết rắn, ăn thịt rắn mà chuyển sang làm gò hàn, ai thuê gì làm đó. Trong lịch sử, một câu chuyện rắn báo oán khác liên quan đến vụ án Lệ Chi Phiên chấn động một thời. Chuyện kể rằng, một hôm ông Nguyễn Phi Khanh, cha của Nguyễn Trãi, cho học chó phát cỏ trong vườn để cất lớp học. Đến đêm, ông nằm mộng thấy một người đàn bà dẫn bầy con nhỏ đến xin ông thư thả ít hôm. Vì vẫn còn mọ nên chưa kịp rời nhà, ông nhận lời. Đến khi học chó của ông phát cỏ đập chết một bầy rắn con, lúc ấy ông mới hiểu ra ý nghĩa của giấc mộng nhưng muộn rồi. Đêm đó, khi ông ngồi đọc sách, thì có con rắn bò lên xà nhà, nhỏ xuống một giọt máu thấm ngay chữ tộc qua bàn lớp giấy, ứng với việc gia tộc của ông bị hại đến bà họ. Ngày sau, con rắn mẹ hóa kiếp là nàng Thị Lộ để làm hại ba họ nhà ông. Đến đời Nguyễn, trong lịch triều hiến chương loại trí lại có thêm chi tiết. Con rắn Thành Tinh ngầm mang thù án, mới đầu thai thành Thị Lộ, nàng sinh ra dưới sườn có vảy. Mặc dù câu chuyện được truyền tụng, nhưng nhiều người tin rằng nó chỉ nhằm đổ tội cho Nguyễn Thị Lộ, giải thích nguyên nhân tiền định về cái chết của Vua Thái Tông và Nguyễn Trãi theo Bùi Thụy Đào Nguyên. Sự thật của vụ án Lệ Chi Phiên mãi đến năm 1464, đời vua Lê Thánh Tông, năm 1460 đến năm 1497, vua xuống chiếu tẩy oan cho Nguyễn Trãi, truy phong chức đặc tiến kim tử Vinh Lộc Đại Phu, tước tán chủ bá và cho người con duy nhất trốn thoát là Nguyễn Anh Vũ làm chi huyện và cấp cho họ Nguyễn 100 mẫu ruộng để lo việc thờ cúng.
dư luận ở Sóc Trăng xôn xao về trường hợp một thanh niên ở ấp Vĩnh Thành B, xã Vĩnh Hải, thị xã Vĩnh Châu, huyện Vĩnh Châu ăn thịt rắn, sau đó chân tay, cơ thể đều bị biến dạng. Để thỏa lòng hiếu kỳ, nhiều người trong và ngoài tỉnh đã dì tay nhau tìm bằng được địa chỉ để tận mắt thấy người hóa rắn bằng da bằng thịt. Thậm chí, nhiều người còn cố tình tung ra những đồn đoán ly kỳ, nhuốm màu tâm linh, huyền bí về nguyên nhân căn bệnh lạ lùng này. Thời điểm xảy ra chuyện, Sang đang giữ đầm tôm cho một người dân ở ấp Huỳnh Kỳ, xã Vĩnh Hải. Hôm đó, đầm tôm vừa thu hoạch, chủ cho nghỉ, Sang về nhà mấy hôm. Vốn siêng năng ở nhà không đặng, Sang tranh thủ xách giỏ ra đồng đi soi kiếm cua ếch về cải thiện bữa ăn cho cả nhà. Bữa đi soi đó, Sang tình cờ bắt được một con rắn màu đen nặng khoảng 0,5 kg. Không nghĩ ngợi gì, Sang bắt con rắn về nhà, kêu mấy anh em trong xóm làm thịt, hầm củ giềng. Bữa nhậu có khoảng 5 đến 6 người tham gia, mọi người bày chén đũa ra cụm ly với nhau rất vui vẻ, ai cũng khen thịt rắn ngon. Hôm đó anh Sang hơi mệt nên uống ít rượu và chỉ ăn một vài miếng thịt rắn cho vui với mọi người rồi đi nghỉ. Nhưng đúng 10 ngày sau, trên người anh Sang xuất hiện những nốt mủ to như hạt đậu. Những nốt ấy rất ngứa, khi lấy tay gãi thì có nước chảy ra, gãi tới đâu nước rỉ ra tới đó. Do nhà nghèo và chủ quan, anh không đi khám ở trạm y tế xã hay bệnh viện mà chỉ dùng thuốc nam. Ai chỉ cây thuốc gì, anh và gia đình đều tìm cho bằng được để chữa trị, nhưng bệnh không thuyên giảm mà ngày càng nặng hơn. Mẹ anh Sang là bà Lâm Thị Hiên vẫn còn nhớ như in. Ban đầu, trên người Sang nổi mụn và bị chảy nước. Theo thói quen, tôi sắc thuốc nam cho uống thì những nốt mụn không chảy nước nữa nhưng lại chuyển sang nổi sân xù trên da như vảy nến. Ban đầu ít, về sau lan rộng ra toàn thân, gãi là rơi ra nhưng lại mọc lớp khác ngay sau đó. Những lớp da chết cứ liên tục mọc rồi rụng như thế, dù làm cách nào cũng không khỏi. Theo ông Lâm Mách, trong 2 năm đầu bị bệnh, anh Sang vẫn đi lại được bình thường. Nhưng sau đó, chân tay anh có dấu hiệu bị teo lại và co quắp không thể cử động. Từ đó anh phải nằm yên một chỗ, mọi sinh hoạt cá nhân của anh Sang đều phải nhờ người nhà giúp đỡ. Bà Hiên kể, từ 7 năm nay, cháu nó phải nằm một chỗ như vậy, tóc dài ra, gia đình phải dùng kéo cắt bớt cho gọn. Móng tay, móng chân dài ra rất nhanh, thường từ 7cm đến 10cm. Hồi trước, khi thấy móng tay móng chân cháu dài ra, tôi lấy kéo cắt cho gọn, nhưng lạ là khi cắt vào móng thì thấy máu chảy ra từ móng, sợ quá nên tôi không dám cắt nữa. Chúng tôi bất lực nhìn móng tay, móng chân cháu mọc dài ra rồi tự rụng và lại mọc lên móng mới. Nhìn đôi tay co quắp của Sang, chúng tôi không khỏi rùng mình, dù đầy đủ ngón nhưng tất cả đều dài hơn bình thường, biến dạng. Cũng chính vì điều này, nhiều người sau khi chứng kiến đều cho rằng đó là hậu quả do Sang ăn thịt rắn. Sang nằm liệt một chỗ, tuy đầu óc vẫn bình thường, nhưng tiếng nói thì khò khè trong miệng, mãi không thốt ra được. Chuyện ăn thịt động vật phải trả giá đắt, được người xưa từng nhắc nhở cảnh báo. Trên vùng bảy núi xuất hiện nhiều chuyện có thật rất kỳ lạ, khiến người ta phải tin vào luật nhân quả. Đó là câu chuyện tượng đá quý, hóa ra mắt rắn. Hồi 20 tuổi, bà Mai Thị Nguyệt, cán bộ phụ nữ ấp Phố Đầu, xã An Hảo, huyện Tịnh Biên, An Giang, đã theo chồng về núi Cấm. Ngoài việc làm dẫy, vợ chồng bà Nguyệt vào rừng hái thuốc nam làm việc thiện. Nghề kiếm thuốc nhiều vất vả, người hái phải leo trèo trên những táng đá treo leo. Đáng sợ là gặp thú dữ rắn rết. Rắn núi Cấm đa phần là rắn độc, cắn một phát có thể làm chết người. Tương truyền rắn nơi đây tu, ai đi rừng lỡ gặp cứ đứng im và chỉ cần gọi rắn bằng ông là bình an vô sự. Bà Nguyệt kể có lần bà cùng chồng đi hái lá thuốc bên cánh rừng thất cao đài thuộc ấp Phù Bà, thấy có cái hang. Bà Nguyệt tò mò đưa mắt vào nhìn thử. Bỗng ánh sáng trong hang lóe bắn ra. Tôi tưởng mình gặp được đá quý, định bước vào hang đưa tay moi thử chỗ phát sáng, thì điếng người khi phát hiện một cặp mắt rắn sáng trưng. Đầu con rắn nằm kề sát vách đá, bên trong là một đống đen xì. Tôi cố giữ im lặng để không gây tiếng động, nhưng người cứ run bần bật. Bà Nguyệt nhớ lại những gì đã xảy ra. May mắn là con rắn hiền nằm yên một chỗ. Bà Nguyệt lùi dần ra khỏi miệng hang rồi bỏ chạy. Chồng tôi nghe báo hiệu có rắn trong hang, bỏ cả cây thuốc, tức tốc kéo tôi chạy về nhà. Năm đó tôi 22 tuổi, giờ đã 50 tuổi rồi, nhưng tôi chỉ gặp rắn lớn duy nhất lần ấy. 28 năm qua, tôi không dám bén mảng đến đó và cũng bỏ luôn nghề hái thuốc, bà Nguyệt cho hay. Câu chuyện ăn rắn bị trúng độc. Khoảng năm 1978, có lần một đoàn người đến từ huyện Châu Phú lên hái thuốc nam trên núi Cấm, bỗng hớt hải chạy vào nhà ông Tư Đậu, Nguyễn Văn Đậu ở ấp Giao Tần, xã An Hảo. Đoàn khoảng 8 người, mặt mày ai cũng xanh như tàu lá. Họ cho biết vừa gặp rắn khổng lồ. Ông Tư Đậu thuật lại,
Sau một ngày vất vả hái thuốc, cả đoàn ngồi nghỉ chân bên cạnh vồ Bồ Hong. Họ lấy dây thuốc ra kê lên một cái gốc cây chặt thành đoạn ngắn để dễ vận chuyển xuống núi. Và nhát búa đầu thì dây thuốc đứt ngọn. Chẳng may lưỡi búa chém xuống gốc cây, bỗng máu từ gốc cây chảy ra. Sau đó, gốc cây gồng lên chuyển động. Nhìn kỹ lại thì thấy da rắn phản chiếu từ đám lá ủ. Hóa ra, họ đã chặt cây trên thân một con rắn khổng lồ. Cả nhóm quá hãi bỏ chạy tán loạn. Ông Nguyễn Trung Huê, nhà ở ấp Thiên Tuế, xã An Hảo, thì kể câu chuyện xảy ra khoảng 30 năm trước. Một nhóm người Khmer bắt được con nưa ở phía sau chùa Vạn Linh trên đỉnh núi Cấm nặng 82 kg. Con nưa nuốt con miễn nên bò không nổi. Người dân đi rừng phát hiện đến khống chế nó. Cả chục người xuống lại đốn cây rừng, dùng dây cột nẹp con nưa lại, gánh xuống núi rồi xẻ thịt chia cho cả sóc cùng ăn. Đang nhậu nhẹt rình rang thì có người hộc máu lăn ra chết. Hết người này đến người khác, cuộc vui lập tức dừng lại, tất cả đều bỏ đũa. Cả sóc xuống lại đặt bàn thờ khấn vái thì người chết mới ngưng. Một trong những người tham gia buổi tiệc thịt nưa còn sống sót cho biết có cả thầy 5 người chết. Sau hôm đó, hễ gặp rắn hay nưa lớn, dân ở sóc không ai dám bắt. Ông Huê quả quyết, chuyện người dân bắt được con nưa nặng 82 kg phía sau chùa Vạn Linh là hoàn toàn có thật. Do lúc đó rất đông người chứng kiến, nhưng chuyện ăn thịt nưa bị vật hộc máu chết thì ông chỉ nghe kể lại chứ ông không tận mắt chứng kiến. Cả đời gắn với núi rừng, ông cũng chỉ bắn chết và thu về chiến lợi phẩm là những con rắn hổ heo, hổ mây không hơn 30 kg. Anh Đinh Văn Phi Vân, tên thường gọi là Kiếm ở An Giang kể, khoảng 2 giờ chiều một ngày của năm 2009, anh ra khu vườn nhà mình hái trái su thì gặp rắn. Anh rẽ sang lối khác tránh rắn. Khi cách con rắn khoảng 50 mét, anh Kiếm đang bẻ su thì trượt chân té. Anh vừa chống tay đứng lên thì con rắn xuất hiện, ngóc đầu lên cao, phùng mang khè khè định lao tới chỗ anh. Anh Kiếm liền rút nhanh cây cua cua cho con rắn chui vào hốc hang đá gần đó. Sau đó anh Kiếm gọi mọi người cùng xóm là anh Nguyễn Thành Tùng ra bắt rắn vì biết anh này khoái món rắn hầm mang tre. Lát sau anh Tùng đến cùng với người cháu, cả nhóm đi đến chỗ con rắn, lấy đá lấp miệng hang. Họ đưa cây xà beng vào nhấn trúng mình con rắn, ép dính vào vách đá. Con rắn cựa quậy dữ dội nhưng bị nhiều khúc cây khác đè chấn tiếp. Khi anh Tùng cạy được cục đá để lòi đầu con rắn ra, định lấy cây chấn đầu nó để bắt thì bị con rắn há miệng phun nọc độc thẳng vào mắt. Anh Tùng ôm mặt đau nhức dữ dội, đôi mắt sưng phù cực nhanh. Những người còn lại dùng cây đập đầu con rắn chết con rắn rồi đưa anh Tùng vào nhà anh Kiếm. Vốn sống ở xứ núi có nhiều rắn độc hàng chục năm qua, anh Kiếm tìm hái lấy lá thuốc dã nhuyễn đắp vào cặp mắt cho anh Tùng để rút nọc. Sau hơn chục phút đắp thuốc, anh Tùng được người nhà đưa đến bệnh viện cấp cứu thì các bác sĩ nơi đây cho biết nọc độc đã không còn. Họ rửa thuốc sát trùng ở mắt và cho anh Tùng về. Anh Tùng mang đầu rắn đến trại rắn Đồng Tâm, Tiền Giang thì được các chuyên gia xác định đó là rắn hổ heo thuộc hàng rắn cực độc. Bà Bùi Thanh Thúy, vợ ông Nguyễn Hữu Tâm ở ấp Thiên Tuế, xã An Hảo nhớ lại, khoảng 5 giờ chiều một ngày tháng 5 năm 2009, một số người đang sửa xe tại một tiệm gần nhà bà phát hiện con rắn bò từ phạt rừng Thiền Viện Phật Lớn sang con lộ lên đỉnh núi Cấm. Họ đập chết con rắn làm thịt mời tiệc nhậu. Khi làm thịt, người ta thấy có rất nhiều trứng trong bụng nên biết đó là rắn hổ heo cái nặng gần 5 kg. Ông Tâm xin được một khúc rắn đã làm thịt nặng chừng nửa ký mang về nhà, bảo đứa con đem luộc để hầm đu đủ. Lát sau, cả nhà đang ngồi xem tivi, bỗng bà Thúy phát hiện một đống đen xì trên cái thùng nơi phòng ngủ. Nhìn kỹ thì ra là một con rắn. Lúc đó vợ chồng tôi và vợ chồng thằng con trai ngồi xem tivi, thấy con rắn lườm lườm về phía mình, cả nhà hốt hoảng chạy toán loạn ra đường. Chúng tôi thực sự kinh hãi khi chứng kiến hành động kỳ dị của nó, bà Thúy kể. Con rắn bò từ cái thùng vào bếp, đầu cua cua người đánh hơi nồi thịt rắn rồi quay ngược trở lại, bò lên bàn thờ, dùng đuôi và đầu vẫy mạnh nhưng giận dữ, cua đổ toàn bộ lư hương, hình ảnh trên bàn thờ văng xuống đất. Lúc đó con tôi chạy đi cầu cứu người đến mắt, nhưng ai cũng đứng ngoài đường nhìn vào, không dám bước vào vì thấy cảnh tượng rất kỳ lạ. Con rắn cuội chừng 30 phút sau thì bò xuống, chui ra ngoài vách nhà đi mất. Bà Thúy kể lại, giọng con hoảng sợ. Thấy chuyện chẳng lành, ông Tâm bảo các con mang nồi thịt rắn đổ bỏ ở một đám dâu trồng cách nhà khá xa. Nhiều người cho biết đó là con rắn hổ heo đực đi tìm rắn cái bị giết hại. Tôi sống ở đây trên 20 năm, nhưng chưa lần nào gặp cảnh như vậy. Bà Thúy bàng hoàng nhớ lại những gì đã xảy ra.
Thưa quý vị, câu chuyện mãng xà quay lại trừng trị kẻ thù không chỉ có trong cổ tích, nó thật sự tồn tại. Theo quan điểm dân gian, rắn là loại có thù tất báo. Đã có nhiều vụ rắn trả thù, rắn báo oán gây hoang mang kinh sợ cho những người chứng kiến. Các bạn có cảm nhận gì về câu chuyện trên? Hãy để lại bình luận ở phía bên dưới cho chúng tôi cùng biết nhé. Đến đây thời lượng của chương trình cũng đã kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các video tiếp theo.